mừng các bạn đến với trung tâm Thanh Mai HK. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 bài học giao tiếp cơ bản đầu tiên. Các bạn thấy học tiếng Trung thế nào? Rất đơn giản phải không? Hôm nay mời các bạn cùng mình đến với một chủ đề mới mang tên Bạn đã đi làm chưa? Nǐ gòng zuò le ma? Sau đây mời các bạn cùng luyện đọc bài khóa với mình nhé. Nǐ shì xuè shèng ma? Nǐ shì xuè shèng ma? Bạn là học sinh phải không? Bǔ shì wǒ gòng zuò le. Bǔ shì wǒ gòng zuò le. Không phải, mình đã đi làm rồi. Nǐ zuò shěme gòng zuò? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Bạn làm công việc gì vậy? Wǒ shì yī shēng. Wǒ shì yī shēng. Mình làm bác sĩ. Nǐ nè? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Nǐ nè? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Còn bạn thì sao? Bạn làm nghề gì vậy? Wǒ shì luật sư. Wǒ shì luật sư. Mình làm luật sư. Nǐ mèi mèi yě shì luật sư ma? Nǐ mèi mèi yě shì luật sư ma? Em gái của bạn cũng làm luật sư phải không? Bǔ shì, tā bǔ shì luật sư. Tā shì dà xuè shēng. Bǔ shì, tā bǔ shì luật sư. Tā shì dà xuè shēng. Không phải, em gái mình không phải là luật sư, em ấy là sinh viên đại học. Sau đây mời các bạn nhắc lại đoạn hội thoại cùng mình nhé. Nǐ shì xuè shēng ma? Nǐ shì xuè shēng ma? Bǔ shì wǒ gòng zuò le. Bǔ shì wǒ gòng zuò le. Nǐ zuò shěme gòng zuò? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Wǒ shì yī shēng. Wǒ shì yī shēng. Nǐ nè? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Nǐ nè? Nǐ zuò shěme gòng zuò? Wǒ shì luật sư. Wǒ shì luật sư. Nǐ mèi mèi yě shì luật sư ma? Nǐ mèi mèi yě shì luật sư ma? Bǔ shì, tā bǔ shì luật sư. Tā shì dà xuè shēng. Bǔ shì, tā bǔ shì luật sư. Tā shì dà xuè shēng. Sau đây, mời các bạn cùng luyện đọc từ mới và một số mẫu câu cơ bản nhé. Câu đầu tiên. Nǐ gòng zuò le ma? Trong câu này, chúng ta đã nhận biết được hai chữ Hán, đó là chữ nǐ và chữ ma rồi phải không? Từ gòng zuò khi làm danh từ có nghĩa là việc hoặc công việc, còn khi làm động từ thì có nghĩa là đi làm hoặc công tác. Chữ le trong câu này biểu thị một hành động sự việc nào đó đã xảy ra, nhưng khi đứng trước chữ ma trong câu hỏi, hai từ kết hợp với nhau biểu thị sự nghi vấn về một sự việc nào đó đã xảy ra hay chưa. Ví dụ câu hỏi trên có nghĩa là bạn đã đi làm chưa? Câu số 2. Nǐ shì xuè shěng ma? Ở câu này chỉ xuất hiện duy nhất một từ mới, đó là từ xuè shěng. Xuế rộng có nghĩa là học sinh, sinh viên nói chung. Các bạn hãy cùng lặp lại theo mình nhé. Nǐ shì xuế rộng ma? Câu tiếp theo. Wǒ gòng zuò le. Từ le đứng ở cuối câu trần thuật mang ý nghĩa biểu thị một hành động sự việc nào đó đã xảy ra. Ví dụ như Wǒ gòng zuò le có nghĩa là tôi đã đi làm rồi. Hoặc Wǒ hǎo le có nghĩa là tôi khỏe rồi.
Các bạn hãy cùng lặp lại theo mình mẫu câu trên nhé. 我工作了. Câu số 4. 你做什么工作? Các bạn chú ý nhé. Trong câu này có hai từ phát âm giống nhau, đó là từ 做 và từ 做. Nhưng hai từ này có cách viết và ý nghĩa khác nhau các bạn nhé. Từ 做 là động từ, có nghĩa là làm, có thể đứng độc lập, riêng biệt. Còn từ 做 không thể đứng độc lập một mình mà phải đi cùng với từ ngữ khác. Ví dụ như từ 工作 có nghĩa là công việc, hoặc từ 作业 có nghĩa là bài tập. Các bạn hãy cùng lặp lại theo mình nhé. 你做什么工作? Câu số 5. 我是医生. 我是律师. 我是大学生. Mẫu câu này chắc hẳn đã không còn lạ lẫm đối với các bạn phải không? Đây là mẫu câu có động từ 是, biểu thị ai đó làm công việc hoặc ngành nghề gì. Ví dụ như 我是医生 có nghĩa là tôi là bác sĩ. 我是律师 có nghĩa tôi là luật sư. Các bạn chú ý nhé, từ 律 các bạn phải giữ nguyên trạng thái tròn môi trong suốt quá trình phát âm. 我是大学生 có nghĩa là sinh viên. Các bạn chú ý nhé, từ 大学生 chỉ dùng với những người đã là sinh viên, còn từ 学生 lại mang cả ý nghĩa là học sinh nữa. Các bạn đừng nhầm nhé. Sau đây mời các bạn cùng lặp lại theo tôi nhé. 我是医生 我是律师 我是大学生 Câu tiếp theo. 你妹妹也是律师吗? 你妹妹也是律师吗? 妹妹 có nghĩa là em gái. 你妹妹 có nghĩa là em gái của bạn. Từ 也 có nghĩa là cũng. Các từ mới còn lại chúng ta đã học rồi phải không nào? Cả câu này có nghĩa là em gái của bạn cũng là luật sư phải không? Các bạn cùng làm lại theo mình nhé. 你妹妹也是律师吗? Sau đây, mình và các bạn sẽ cùng nhau sử dụng linh hoạt các từ mới đã học trong bài 4 và cả 3 bài học để cùng áp dụng vào các mẫu câu xuất hiện trong bài nhé. Nǐ bà bà shì yī sheng ma? Nǐ bà bà yě shì yī sheng ma? Nǐ má má zuò shěme gōng zuò? Nǐ má má zuò shěme gōng zuò? 我妹妹是律师 我妹妹是律师 你是大学生吗? 你是大学生吗? 你妹妹工作了吗? 你妹妹工作了吗? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại.